Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tải ứng dụng edit video của TikTok. Edit video trên TikTok. Đây, mình sẽ bày các bạn tải ứng dụng này nhá. Đầu tiên các bạn hãy từ mình gỡ ra để mình hướng dẫn các bạn cài lại xong. Đầu tiên các bạn hãy kéo xuống phần mô tả video. Đây, để video mà các bạn đang coi. Các bạn sẽ bấm cái link tải ở dưới mô tả video này. Các bạn hãy nhấn vào đó. Đó. Đây, các bạn hãy nhấn tải xuống. Để tải xuống. Xong rồi mình vẫn tải xuống nha. Đó, rồi các bạn ok để nó lưu về điện thoại. Các bạn hãy để ý thông báo xem tải được như thế nào nhá. Đấy, sau khi tải thành công các bạn nhấn thì nó mở. Các bạn mở lên xong rồi nhấn cài đặt. Vẫn cài cho mình nhé, vẫn cài đặt. Do đây là ứng dụng bên thứ ba cho nên máy quét xong rồi các bạn ơi. Nếu có phiên bản mới thì mình sẽ update link cho các bạn tải về nha. Bây giờ các bạn mở lên. Đó. Sau khi cài xong chúng ta sẽ được một ứng dụng như này. Ứng dụng edit video cho TikTok. Do cái này của Trung Quốc cho nên toàn tiếng Trung Quốc thôi. Bạn hãy cố tìm tòi thì đeo cái edit nhá. Trên mạng có rất nhiều. Các bạn hãy làm theo. Rất nhiều. Nó hoàn toàn có thể làm được những video như kiểu này. Đó. Đây. Mình sẽ demo các bạn một đoạn video mình đã làm. Đây. Các bạn cho phép nhấn dấu cộng để thêm video ấy. À thì quên. Rồi các bạn cho phép nha. Mình đã mình từ chối là rồi mình thêm video vào này. Đó. Rồi các bạn nhấn phía này chỉnh sửa này. Rất đơn giản lắm. Chỉnh sửa này đơn giản lắm. Các bạn cố gắng tìm tòi một tí các bạn cắt biết cắt chỉnh sửa thôi. Để muốn thêm hiệu ứng thì các bạn nhấn vào phím cái dấu cộng này đó, rồi bắt đầu thêm hiệu ứng vô, thêm nhạc, thêm mấy các kiểu, hoặc là thêm hiệu ứng như lúc nãy mà mình mời các bạn coi thì bác nhận các bạn nhấn vào ngôi sao có hình cái bút phép thuật đấy đó, các bạn tải về nhiều lắm. Hiệu ứng mưa này, hiệu lấy này, hiệu ứng nhiễu sóng này, rất nhiều hiệu ứng cho các bạn thử. Đầu tiên mình sẽ xài cái này cho đoạn mở đầu nha. Đó. Quả đã kéo cho tới đầu. Xong bạn thêm tiếp. Thêm tiếp. Thêm một cái khác nha. Thêm cái này đi. Đó. Các bạn kéo dần cho hai mấy cái dần nhau là được mà. Đó. Các bạn thì kiếm thêm một số hiệu ứng khác như là
đây chẳng hạn, cái nó vô cho mấy cái cạnh nhau luôn đó. Rất nhiều hiệu ứng hay, cũng được 90 giây cassette. Nói chung app này khá là giống After Effects trên PC, các bạn có thể thử. Bạn thêm nhiều hiệu ứng vô. Mặc dù cái này toàn tiếng Trung thôi, nhưng mà các bạn xài quen là các bạn sẽ hiểu thôi. Cái đẹp vậy. Chịu. Cái effect của cái này gọi là vĩ đại luôn. Nó phải thuộc dạng vĩ đại luôn rồi ấy. Quá đỉnh. Rồi, này, các bạn thêm cái đoạn này vô, xem là xong. Xong, các bạn nhìn nhá. Cái này ngắn quá. Các bạn cho dài ra một tí. Các bạn có thể đừng cho hai cái chạm gần nhau. Các bạn hãy kéo ra. Rồi. Ok, thử nào. Đúng. Ừ. Các có thể kéo để di chuyển cái layer của các bạn. Đấy quá. Nó sát nhau quá. Mới quay ngang thôi nhỉ, không quay ra, không quay được ngang. Game như thử nghiệm nào. Cho người bác làm xong rồi, bác cặp bạn đến lúc này thì nó xuất ra ngoài đó. Xong rồi chia sẻ lên Facebook, à chia sẻ lên TikTok, đăng lên Facebook, đăng lên YouTube, đăng lên Instagram, đăng lên Zalo, đăng lên tất cả những trang social của các bạn nhé. Ừ. Đó. Nhớ lên cái này là nó đăng lên TikTok rồi. Sau khi lưu xong nó sẽ ở trong thư viện của các bạn ấy. Đây. Rồi các bạn chia sẻ lên trên những phương tiện truyền thông các bạn nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh của mình nhé.
chúc các bạn thành công.